Trong video này Thảo theo yêu cầu của một số bạn xem cái video mà sửa cái tai nghe Bluetooth á, và có nhờ mình hướng dẫn cái cách mà để mà kích cái pin đi polymer bên trong cái tai nghe Bluetooth này. Thì trước tiên á, các bạn muốn kích cục pin này á, hoặc là các bạn đi kiểm tra cục pin này nó còn điện áp bao nhiêu, thì các bạn phải tháo bung cái tai nghe Bluetooth của mình ra nha các bạn. Rồi đã mà kiểm tra cái bước đầu tiên á, cái hiện tượng của nó là các bạn bật nguồn lên nè, à, bấm cái nút power key á, cái nút nguồn á là nó không có lên nguồn nha các bạn. Cái đèn led á nó không báo sáng ha. Rồi bấm nút nguồn vô nè, nó không có sáng. Thì cái đây á, trước tiên là các bạn phải tháo cái bo mạch ra. Rồi các bạn phải đo cái điện áp của cục pin nó còn bao nhiêu nha các bạn. Rồi mình mới xác định được là cái này á, nó mình nên kích pin hoặc là mình thay pin. Cái trường hợp mà kích pin đó là cái điện áp của nó là dưới 3,7V nha các bạn. Nói chung là dưới 3V. Dưới 3V nhưng mà mình vẫn còn sạc cho được. Còn cái trường hợp á, mà các bạn đo cái điện áp mà 0V mà các bạn kích pin không được á, là cái pin này á, mấy cái cell pin này đó các bạn, nó hư. Thì mình bắt buộc mình phải thay cái cell pin mới nha. Rồi, để mà kiểm tra trước tiên á, các bạn cứ kiểm tra điện áp cho mình. Các bạn bật, ở đây mình dùng cái đồng hồ số ha, bật cái giá trị đo là khoảng 20V. Rồi, trên mỗi cái bo tai nghe Bluetooth nè các bạn nhìn cái giò, cái đường pin đó, nó sẽ có 2 dây ha, dây đỏ, dây đen. Trên đây á, nó sẽ nốt bên dây đỏ nó là cái chữ B cộng nha các bạn, còn cái dây đen của mình nó là cái chữ B trừ. Đây nè, nhìn để cho mình đó, cái dây đỏ của mình á, trên đây nó ghi chữ B cộng nha các bạn, là B cộng nè. Còn phía bên đây á, dây đen của mình á, dây đen là nó ghi B trừ trên cái bo mạch này nha các bạn. Thì các bạn cứ đo điện áp bình thường cho mình. Que đỏ thì các bạn vô B cộng ha, que đen các bạn vô B trừ. Đo điện áp trên pin trước tiên các bạn nha, coi cái điện áp nó khoảng bao nhiêu thì mình mới xác định được kích pin hay không. Và các bạn nhìn thấy không, này các bạn thấy không, cái điện áp của mình đo được khoảng 2,45V nha các bạn. Đây là giá trị thật của pin luôn nha. Vậy là như vậy á, cái điện áp này nó không đủ để mà mở nguồn của cái tai nghe Bluetooth lên. Thì nó cần khoảng cái điện áp khoảng 3,5V trở lên đó nha các bạn. Thì khi mà cái điện áp này quá thấp nên nó sẽ không cấp nguồn được cho tai nghe Bluetooth, nên các bạn bật nút power key nè, bật là nó không có lên nguồn. Thì sau đây những cái loại pin này á, các bạn thử kích nguồn cho mình nha. Thì trước tiên á, các bạn phải xả hai chân B cộng B trừ của pin cell pin li polymer ra nha các bạn. Đây mình xả hai chân luôn nha. Các bạn có thể tháo sáu một chân, nhưng mà cái này mình đã mình xả luôn hai chân cho nó các bạn thấy với quan sát cho nó dễ. Cái này cũng dễ làm thôi, các bạn dùng cái mỏ hàn các bạn xả ra được rồi. Rồi, đây là cái bo mạch của nó nha các bạn. Còn đây là cái cell pin, cell pin hôm nay là mình đo được cái điện áp là nó khoảng là 2,45V nha. Thì đây mình sẽ kích pin cho nó. Cái này trường hợp này là bắt buộc phải kích pin lên. Kích pin đó, nó có đủ điện áp nó mới mở nguồn được nha các bạn. Hay là các bạn cắm sạc vô nó mới sạc được nha. Thì ở đây á, cái trong cái video trước á, mình đã hướng dẫn các bạn dùng cái bộ nguồn nè. Đây là cái bộ nguồn cấp nguồn dành cho điện thoại di động nha các bạn. Các bạn có thể tìm mua ở các thiết bị mà bán linh kiện điện thoại di động á, hoặc là các thiết bị sửa chữa. Cái bộ nguồn này nói chung hay trên mạng nó cũng bán nha bạn. Cái bộ nguồn này nói chung cũng rẻ thôi, khoảng
tầm hơn 100.000 nha mày. Thì nếu các bạn có bộ nguồn này á, các bạn xài rất tốt nha, có thể sửa chữa được nhiều thứ. Như ở đây á, trường hợp mà các bạn mua được cái bộ nguồn này, các bạn cứ bật cái giá trị khoảng 3V cho mình, điều chỉnh cái mức điện áp là 3V thôi. Rồi các bạn cứ đặt kẹp vô cái đầu dương á, các bạn cặp dương của bộ nguồn, chứng âm á, các bạn cặp âm của bộ nguồn nha các bạn. Rồi các bạn thấy không, kiểm tra thấy dòng không, cái dòng điện lúc này á, nó sẽ tăng lên ha. Trước tiên các bạn điều chỉnh cái mức điện áp 3V thôi cho mình. Rồi cái điện áp, cái dòng nữa các bạn, nó như sẽ nhích lên là cái như là nó sạc vào pin nha. Thì sau đây á, khi mà cái dòng nó gần bằng không á, có nghĩa là nó không nạp nữa, thì mình sẽ tăng cái điện áp mình lên, tăng lên cái mức khoảng 500mA. Đây nè các bạn nhìn thấy pin dòng nó sẽ sạc khi mà các bạn kích pin á, do kim dòng nó sẽ xả nó nạp từ từ. Còn để một lúc sau á, các bạn chỉnh maximum khoảng 4V thôi nha các bạn, 3,6V, 3,5V á là được rồi. Các bạn sạc đến khi nào á cái dòng nữa các bạn, nó kim dòng nó giảm vào không, là cái đó là mình đã kích pin thành công xong nha các bạn. Thì đây là phương pháp mà để kích pin bằng bộ nguồn điện thoại di động. Còn những trường hợp mà các bạn không mua được cái bộ nguồn điện thoại di động thì các bạn làm thế nào? Thì tiếp theo đây á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà các bạn độ chế được một cái thiết bị để mà sạc cái xe pin của tai nghe Bluetooth này nha các bạn. Đây, các bạn nhìn cho mình nè. Mình sẽ làm một cái thiết bị mà kích pin cho các xe pin đi polymer tai nghe Bluetooth ha. Nói chung là cái giá trị cái này là khoảng tầm 20.000 nha các bạn. Thì các bạn thứ nhất là các bạn dùng một cái mạch sạc dự phòng nè. Mua cho mình một cái mạch sạc dự phòng ngõ ra 2A và sạc khoảng cho 2 xe pin là được rồi. 2 xe pin là nhiều nha các bạn. Và đồng thời các bạn mua hai kẹp cá sấu và là xong ha. Nói chung là khá đơn giản nha các bạn. Từ hai cái thiết bị này á, là các bạn có thể chế được một cái mạch để kích pin cho cái sạc pin li polymer của tai nghe Bluetooth nha. Thì các bạn mua cho mình hai cái này. Cái mạch sạc dự phòng này bán ở đâu? Có thể là nếu các bạn ở gần nhà tảo á, các bạn ra ngoài đó các bạn có hỏi mua thì nó sẽ bán cho các bạn nha. Hoặc là các bạn có thể tra trên mạng á. Ở trên đây nó có bán bên Lazada, bên Sendor, bên Tiki gì á, nó bán mạch sạc dự phòng nè. Thì các bạn sạc cái ngõ ra khoảng 2A và dòng sạc cho khoảng tầm 2 xe pin nha các bạn. Ngõ ra 2A là xong, có nghĩa là cái cổng mà USB ngõ ra nó 2A. Như đây nè các bạn, đây là cái một mạch sạc dự phòng ha. Thì trong đây á, nó sẽ có hai cái cổng sạc USB, một cái là 1A, một cái 2A nha các bạn. Thì các bạn có thể nên mua cái mạch này, tại vì cái mình sẽ tận dụng những cái mạch này đó sạc cho mấy cái cell pin nữa các bạn có thể kích pin mấy cell pin 18650, hoặc là các bạn có thể tận dụng cái mạch này để mà độ chế cái một cái cục sạc dự phòng cũng được nha. Hoặc là cái mạch đơn giản nhất thì các bạn lấy cái mạch này, trường hợp mà các bạn kích pin cho cái tai nghe Bluetooth xong rồi á, các bạn lấy cái mạch này đó là kích pin hoặc là để sạc pin cho cái xe pin 18650 hoặc là mấy cái xe pin điện thoại di động nữa các bạn. Đây, mấy xe pin của pin điện thoại di động cũng được nha. Các bạn lấy cái mạch này các bạn sạc cho mấy xe pin này. Đây là mấy xe pin li polymer nha các bạn. Còn đối với mấy xe pin của cục sạc dự phòng á, thì người ta sử dụng xe pin li-ion. Cái loại này là xe pin 18650 ha. Thì ở đây á, các bạn chỉ cần mua một cái xe, một cái mạch sạc dự phòng này thôi là được rồi. Còn các bạn ra ngoài á, các bạn mua mấy kẹp cá sấu nha các bạn. Lại kẹp cá sấu hai đầu nè, một cái đầu đỏ, một cái đầu đen cho mình ha.
nói chung mà không bao nhiêu tiền tiền á. Rồi các bạn cái nhà các bạn tận dụng lấy hai cái sợi dây điện, các bạn hàng vô nha các bạn, hàng như thế này ha. Rồi một số bạn mới á, các bạn chưa biết á, thì mình hướng dẫn các bạn làm cái này luôn. Các bạn lấy một cái, mua một cái đầu kẹp cá sấu và cái nhật tảo hay mấy cái chỗ mà bán linh kiện á, nó bán hết nha các bạn. Cần tước một cái đầu dây điện này nè, rồi các bạn nhét, nhét cái đầu này vô, nhét vô cho các bạn, luồn vô ha, luồn cái đầu nhỏ này vô trước nha các bạn. Rồi sau đó các bạn lấy một cái kẹp cá sấu ha, rồi các bạn hàn vô, nhét cho cái lỗ nè, các bạn hàn vô. Trường hợp mà giữ cố định bữa, các bạn kẹp cái đầu này vô cây bút nha các bạn, kẹp cho nó giữ ha. Ở đây mình cho mình chút mở hàng. Rồi xong các bạn. Rồi sau khi hàng xong các bạn được như vậy nha các bạn. Các bạn nhớ nha, các bạn phải dùng dây chì nha. Dây chì để các bạn xi lên, để cái mỏ hàng các bạn xi lên cho nó bám chì trước. Kẹp cái xấu nè, cái phần thân nè các bạn, cái phần đuôi chỗ này nè, có đuôi như chỗ cái lỗ này các bạn. Các bạn phải xi cho nó bám chì trước nha. Rồi sau đó các bạn lấy dây đồng hôm nãy, các bạn hàng vô là được rồi. Rồi sau đó các bạn dùng cái kẹp nó này nó nè, rồi các bạn luồn, các bạn luồn vô cái đầu này, mình giữ nguyên như lúc đầu nha, như nãy nha các bạn. Rồi các bạn đẩy cái ống này vô là được rồi. Rồi như vậy là được rồi nha các bạn, mình được hai cái đầu kẹp cá sấu. Sau khi làm xong các bạn được một cái dây điện như thế này. Thì các bạn có thể dùng hai cái dây mà để khác màu để các bạn phân biệt nha. Như một nếu trường hợp các bạn ở nhà, các bạn có thể dùng dây đen nối với cái đầu cá sấu màu đen, còn dây đỏ nối với kẹp cá sấu màu đỏ nha các bạn. Nói chung là các bạn dùng hai dây khác màu, còn đây mình sẽ dùng hai dây màu đen nhưng mà có cái sọc nha. Dây màu đỏ mình sẽ dùng màu dây đen mà đen sọc trắng nha các bạn, còn cái dây kia là mình màu đen thôi. Thì cái miếng dây này mình sẽ đánh dấu là dây dương ha. Thì trường hợp này các bạn hàng, chỉ cần hàng vô cho mình, hàng vô mặt. Trước hết khi mà các bạn mua cái mặt sạc dự phòng lên thì các bạn phải kiểm tra cái điện áp nó ra nè, rồi các bạn có thể kiểm tra cái dòng điện của nó luôn nha các bạn, cái mặt sạc dự phòng này nó khoảng bao nhiêu ha. Tại vì các bạn lúc đầu nè các bạn, ngõ ra của nó nè các bạn, ngõ ra là khoảng 2A, thì các bạn đo cái điện áp nó tầm khoảng lớn hơn 200mA nha các bạn, y nè. Các bạn đo cái ngõ ra hai chân cộng trừ của nó trong cái mức mà sạc pin nó y, nó sẽ lớn hơn 200mA. À, cái dòng sạc nó y nè các bạn. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình đo cái giá trị này coi nó có khoảng đúng khoảng 200mA nha các bạn. Ở đây trước tiên mình sẽ đo điện áp trước nha. Rồi các bạn lấy cho mình một cái cục sạc ha, cục sạc bất kỳ ha, nên các bạn nên dùng cục sạc chính hãng cho mình nha, để cho đảm bảo cái dòng nó ổn định ha. Rồi có một cái cắp sạc được rồi. Rồi các bạn cắm vô ổ cắm. Rồi sau đây mình sẽ dùng cái cắp sạc này nè. Mình sẽ cái tại vì cái
mạch sạc này á, nó có dùng cái cổng micro USB thì mình sẽ dùng cái cáp sạc micro USB nha các bạn. Rồi mình cắm vô. Rồi các bạn, quan trọng các bạn nhìn thấy không? Thứ nhất cái đèn LED này nó phải báo sáng hết nha các bạn. Rồi còn thứ hai á, các bạn đo cái điện áp. Đây là cái hai cái chân ngõ ra của nó nha các bạn, để sạc cho xe pin đó. Thì mình sẽ đo cái điện áp nó bao nhiêu. Đồng thời á, mình sẽ xác định được cái chân nào chân âm, chân nào chân dương luôn nha các bạn. Đây, mình sẽ đo thử ha. Rồi các bạn nhìn thấy không? Cái ngõ ra của nó là khoảng 4,75V. 4,8V luôn nha các bạn. Rồi, là mình xác định được cái chân dương là chân nào luôn nha các bạn. Ở đây là chân dương, mình đánh dấu luôn nha. Chỉ cần đánh dấu một bên thôi, còn chứ còn lại chữ âm. Đây mình có chữ chân dương nè, mình đánh dấu này tí nữa mình kích pin cho nó đúng nha các bạn. Rồi sau đây các bạn có thể đo cái dòng điện của cái mạch sạc dự phòng này. Ở đây mình chuyển qua cái đo 10A cho dòng điện á. Rồi sau đây mình tiến hành mình đo các bạn. Còn cái dòng của nó, cái dòng hôm nãy mình đã nói á, nó có lớn hơn khoảng 200mA. Rồi các bạn thấy không, mình đo được cái dòng điện của nó là khoảng 0,26 nha các bạn. 0,26 là khoảng 260mA. Rồi và là các bạn test đó, các bạn mua cái mạch sạc dự phòng này á, các bạn test như vậy là ok nha. Đây cái giá trị của mình đo rồi, hôm nay là 200mA nè, mà mình đo được cái giá trị là khoảng 260mA. Như vậy là ok nha các bạn. Tại vì cái nói chung cái pin, cái dòng sạc của nó sẽ bằng 1/10. Ở đây cái dòng ngõ ra của mình là 2A. Thì cái Y của mình nó lớn hơn khoảng 200mA một chút nha các bạn, là bằng 1/10 của 2A. Rồi, như vậy là mình đã kiểm tra cái một cái mạch sạc dự phòng này ok. Bây giờ công việc cuối cùng là mình chỉ cần hàng hai cái kẹp cá sấu nó vừa làm á vào cái chân cộng trừ của cái mạch sạc dự phòng thôi. Đây, hôm nay mình đánh dấu bên đây là chân dương, bên đây là chân âm. Các bạn, cái dây hôm nay mình làm á, dây cái này dây dương nha, còn cái dây âm thì các bạn hàng vô tương ứng cho mình là được rồi. Rồi như vậy xong nha các bạn. Các bạn lưu ý sau hàng cho mình đó là cái mối hàng này phải chắc chắn nha, làm phải chắc chắn và kỹ nha các bạn, để các bạn thao tác cho nó khi vậy cắm ra cắm vô nó không bị xúc ra nha. Và đồng thời các bạn, nếu các bạn muốn thiết kế các bạn gắn vô một cái hộp nhựa, các bạn có thể dùng cái này để các bạn sạc pin nha. Ở đây đó mình làm cho nó nhanh nên mình không có gắn vô hộp nhựa. Thì sau khi á, các bạn làm xong cái mạch này là xong rồi, các bạn có thể dùng cái mạch này để mà sạc giờ cho cái xe pin của tai nghe Bluetooth nha. Các bạn cắm vô cái cáp vô. Đây các bạn nhìn nè, các bạn thấy không? Đèn LED nó báo nha các bạn. Rồi tiếp theo ấy, việc còn lại là các bạn chỉ cần lấy một cái sao pin của tai nghe Bluetooth ra, các bạn kẹp đúng cái chân của nó nha các bạn, chân dương
vô cái kẹp cá sấu đỏ. Rồi trứng âm á, các bạn kẹp vô cái đầu cá sấu trừ rồi được rồi nha các bạn. Rồi ở trường hợp này các bạn cứ tiếp tục các bạn sạc nha, sạc đến khi nào khoảng tầm 30 phút hoặc tầm 30 phút á, thì các bạn lấy ra các bạn kiểm tra lại cho mình. Còn các bạn kiểm tra sao các bạn, để nguyên kẹp luôn nha. Các bạn có thể lấy mở cái kẹp cá sấu ra, các bạn thấy còn không có thì các bạn mở cái đầu này nè, các bạn rút cái đầu này ra. Một là các bạn mở cái đầu cá sấu ra, rồi hai là các bạn rút cái đầu ra, rồi các bạn đo cái điện áp trên cái kẹp này nha các bạn, nó coi điện áp trên pin của mình nó còn bao nhiêu. À, các bạn đo chi tiết trên mặt luôn nha. Rồi điện áp chứ, sạc pin đó của mình là còn bao nhiêu nha các bạn. Và các bạn thấy không, cái giá trị của mình đo là khoảng là 3.9V nha các bạn, 3.3 nè. Như vậy chứng tỏ là cái cell pin của mình vô sạc vô nha các bạn. Rồi cái giá trị cái cell pin của mình á là nó tầm là khoảng từ 3.7 đến 4.2V. Nên các bạn cứ sạc yên tâm mà các bạn sạc dùng cái mạch sạc dự phòng này nè là các bạn sạc ok. Các bạn có thể sạc pin hoặc kích pin nha các bạn. Tại vì cái dòng sạc của nó nhỏ, với lại cái dung lượng của cái cell pin này nè nó là nhỏ chứ không mới lớn. Nên các bạn dùng những cái mạch này á, các bạn kích pin cho cục pin của tai nghe Bluetooth đó là ok hết. Rồi sau khi mà các bạn kích pin xong á, các bạn cái công việc các bạn đơn giản lắm, chỉ cần hàn lại vô cái đúng cái chân hôm nãy mình đã tháo ra. Như đây nè các bạn, B cộng nè, B cộng là chân dương ha, rồi cái B trừ là chân âm. Các bạn hàn đúng cái vị trí cái cực tính của cái cell pin này là xong ha. Còn đây là mấy cái cell pin đó mình đã kích xong nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc là hàn lại trong bo mạch thôi, các bạn bật nguồn lên là mình đảm bảo là nó sẽ lên nguồn ha. Các bạn nhớ các bạn gắn đúng cái cực tính của nó nha các bạn. Chân nào chân dương, chân nào chân âm á, các bạn gắn đúng hàng đúng cho mình rồi. Rồi như vậy là xong nha các bạn, rất đơn giản ha. Cái hàng xong là các bạn để như vậy. Rồi vấn đề còn lại các bạn chưa, bấm nút power key, nút nguồn là đèn led nó báo nè các bạn. Đây mình sẽ bấm nút nguồn mình coi coi. Rồi các bạn thấy không, là nguồn ok nè, đèn led nó nhá nè các bạn. Như vậy là mình đã kích pin thành công nha các bạn. Rồi, vậy là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn làm một cái thiết bị mà nó kích cái cell pin của tai nghe Bluetooth. Những cái cell pin này nè các bạn, thường là mấy cell pin polymer nha các bạn, lithium polymer. Mà các bạn mua cái mạch một cái mạch sạc dự phòng cho mình, rồi mua một hai cái kẹp cá sấu là xong ha.
các bạn có thể kích được pin tai nghe Bluetooth nè, hoặc mấy cái các bạn có thể tận dụng luôn, kích luôn cái cell pin của 18650 hoặc là cái cell pin của điện thoại di động ha. Rồi video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì á, các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support, tư vấn, hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.